Hello, xin chào các em. Bạn là thầy đây. Xin chào các em. Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Chúng ta chờ mọi người một chút nhé. Chờ các bạn ổn định trật tự một chút nhé. Thầy chào Thanh Tâm, chào em. Mọi người đâu hết rồi nhờ? Không thấy đâu cả nhờ? Rồi, đâu hết rồi. Anh em đâu hết rồi nhờ? Tụi ba chờ các bạn một vài phút nhé. Các bạn đến lên bây giờ đó. Thầy chào Andy, chào em. Andy ơi, em xem được phần bình luận chưa? Nó có bị mất cái phần bình luận của mọi người không em? Em xem được phần bình luận chưa? Ok rồi đấy. Thỉnh thoảng ấy khi mà game mà cái phần bình luận mà nó không hiển thị ấy là do mạng ấy, do mạng không phải là do máy của mình hay là sao đâu. Thỉnh thoảng bên của thầy cũng bị thế, nó bị mạng, chắc là mạng nó đơ đơ ấy. Cho nên là thỉnh thoảng chả nhìn được bình luận gì cả, thầy cứ tưởng là không kem không nói gì. Thế là thầy phải tắt video đi xong bật lại thì lại thấy bình luận. Những hôm đấy là do mạng nó bị chập chờn, thì nghĩ là chắc là do nhiều người truy cập quá. Alright. À đúng rồi, bây giờ mới có mỗi mình bạn Thanh Tâm thôi, chính xác. Có mỗi mình Thanh Tâm ở đây thôi, chưa thấy các bạn khác đâu, không thấy đâu đâu cả. Alright, em ơi, thế các kiến thức cũ của em có gặp vấn đề khó khăn gì không? Gặp khó khăn gì không? Đó thì như thầy Trang đến bảo cho em. Các em ơi, nếu mà chẳng may mà thầy có gọi tên nick Facebook có thể là tên của cha mẹ em ấy thì thông cảm nhá, thông cảm với thầy nhá, vì thầy chưa biết tên thật của các em ấy. Alright, nào các em, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ nhá, thay vì là đợi các bạn nhỉ. Chắc các bạn hôm nay sắp đến ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 nữa, chắc là tinh thần bắt đầu dạo dạo. Đúng rồi các em ơi. Thầy chào Nguyễn Quang, chào em. Hello. Rồi các em, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Thì như thầy chia sẻ với các em á, thì sau khi mà chúng ta nhỉ, chắc là sắp thi cuối kỳ đúng không? Chắc các bạn cũng bận ôn thi. Thì thầy chia sẻ với các em đó là sợ. Cho nên thì sau khi mà chúng ta đã học xong lướt qua được một lượt các cái kiến thức cơ bản đúng nhỉ, lý thuyết cơ bản về các cái chuyên đề đúng nhỉ, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chuyên đề chuyên sâu hơn, nâng cao hơn đúng nhỉ, mình làm bài tập chuyên sâu hơn. Thì các em đã được bố mẹ in cái tờ tài liệu ra chưa, cầm tài liệu ở trên tay chưa các anh em, có tài liệu chưa các em? Thì chúng ta bắt đầu luôn nhá. Alright. Now, we will work out these problems. Tôi sẽ cùng làm nào. Em sẽ nhìn vào tờ tài liệu nào. Alright, the question 1. Which of the following is greater than one right angles but smaller than two right angles? Thì nghĩ rằng là câu này rất là dễ đối với các em đúng không? Thôi bắt đầu luôn nào, không muộn rồi em. Nào giúp thầy nào, câu 1 nào. Question 1 anh em. Nguyễn Bảo ơi, em chưa có tài liệu thì cố gắng nhìn ở trên trên video nhé, được không? Nào anh em, câu 1 nào. Câu 1 chắc là quá dễ rồi đúng nhỉ? What is the correct answer? Alright, 3. Option 3 is the correct answer. Alright. And what is the name of this angles? What is the name of this angle? Everyone.
À, thầy bị đau họng một chút thôi, không sao. Everyone, what is the name of this angle? Yes. Trong tiếng Việt thì là cũng tù đúng nhỉ? How about in English, what is the name? Is obtuse, alright, obtuse angle. Em còn nhớ không? Obtuse angle là góc tù, đúng không nhỉ? Alright, the correct answer of the question 3. Wow, cho thêm một chút xíu. Is the correct answer of the question 3 is question 1 is 3, alright. Ở đây thì có mục đánh dấu này. Để đánh dấu câu nào làm rồi. À thôi, bỏ đi, không đánh dấu nữa. Nó hơi nhìn nó hơi vướng đúng không? Alright. We move to the question 2, everyone. The question 2. Nào, câu 2 nào anh em. A rectangle and a square are shown below. Find the sum of angle A, angle B, angle C and angle D. Đó, thì như thầy chia sẻ với các em á, thì cái ký hiệu góc đúng nhỉ? Ở mỗi một cái chương trình toán tiếng Anh của mỗi một nước ấy, thì tức là nó có người ta quy ước những cái ký hiệu khác nhau đúng nhỉ? Ở Việt Nam mình thì ví dụ cái góc A thì được ký hiệu là thế nào em? Có một cái mũ ở trên đầu đúng không? Nhưng mà ví dụ như ở cái chương trình toán tiếng Anh này đúng nhỉ? Thì họ ký hiệu cái góc là cái ký hiệu này. Đúng nhá, đó hơi khác chúng ta một chút đúng nhỉ, cái góc A đúng không, đó thì các em cứ hiểu đơn giản là góc thôi được không nhá. Alright, find the sum of the angle A, B, C and D. What is the sum of these angles? Do you know, everyone? Angle 3, 3 is 360 degrees. Alright, because nào chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đúng rồi, sum là tổng đúng không em? Chúng ta kiểm tra nào. The angle A equals 90, A equals D equals C equals 90 degree. Alright, and angle B equals Nào các em chúng ta sẽ kiểm tra câu này xem có đúng đáp án là 3 đúng nhá. We have angle A equals angle C equals angle D equals 90 degree, all right? Because these are right angle. Đúng nhỉ? We have the angle B equals how many? Angle B equals equals 1 vòng tròn. 1 completed equals 360 degree minus 90 degree. All right? And angle B equals 270 degree. All right? And how about the sum of these angles? Các em ơi, kiểm tra lại giúp thầy nào. Thầy cảm giác hình như các em đang bị nhầm một chút gì đó. Kiểm tra lại giúp thầy nào. So we have the sum, all right? The sum of these angles equals 90 degree times 3. All right? Because the angle A equals C equals D. So we times 3. Instead of we take the addition, all right? Thay vì chúng ta sử dụng phép cộng, chúng ta sử dụng phép nhân, đúng không nhỉ? And then we plus 270 degree. All right? The correct answer is 540 degree is correct answers. Đúng không em? Phải là gì nhỉ? Phải là 540 độ. Câu 2 ấy em ạ. Đáp án đúng phải là 540 độ, đúng không em? Lưu ý cho thầy ấy, chắc là các em bị nhầm ở cái việc mà các em tính góc B đúng không? Đúng không nhỉ? Đó thì cẩn thận nhá, góc B đó là góc tù, góc ngoài, đúng nhỉ? Do vậy là mình phải tính là góc B là bằng 360 độ trừ đi 90 độ, đúng nhỉ? 270 độ cơ. The correct answer of the question 2 is 4. All right. Now, we move to the question 3. Everyone,
Đó thì các em có nhớ là ở cái lúc mà thầy dạy phần lý thuyết ấy, thầy có chia sẻ với các em đó là các cái bài toán mà liên quan đến góc ấy, người ta rất hay là cho chúng ta những cái bài toán mà liên quan đến đồng hồ, đúng nhỉ? Đến các kim kim giờ kim phút của đồng hồ tạo thành những góc như thế nào, đúng nhỉ? Và đây là một trong những bài tập như thế. Em xem nhé. Question 3. What angle has the hour hand of a clock move after its minute hand has made three complete rounds? Tức là gì các em nhỉ? Các em có dịch được đề bài của câu này không? Không nhỉ? Các em có dịch được không? Đầu tiên là các em nhìn vào từ hỏi nhé. What angle? Tức là góc nào, đúng không? Alright. Xong mình đọc phần sau nhé. The hour hand, các em biết rồi đúng không? The hour hand và the minute hand có hai cái, đúng nhỉ? The hour hand là kim giờ, đúng không nhỉ? Chứ không phải là tay giờ nhé các em nhé, kim giờ của đồng hồ, được không? Hour minute là kim phút. Alright. Họ hỏi rằng là kim giờ sẽ di chuyển được bao nhiêu nếu như kim phút di chuyển has made three complete round, nếu như kim phút di chuyển được đúng ba vòng tròn, đúng nhỉ? Three complete rounds. Thì theo game, kim giờ di chuyển được bao nhiêu nhỉ? Kim phút di chuyển được đúng ba vòng tròn, quay đúng ba vòng về trở lại số 12. Thì kim giờ di chuyển được bao nhiêu nào anh em? Hay nói cách khác là lúc đấy sẽ là đồng hồ chỉ lúc mấy giờ, đúng nhỉ? Alright. And after the minute hand has made three complete rounds. So the time để tôi vẽ lên cho anh em nhé. À đây, thầy có cái đồng hồ cho thêm một tí. Thầy lấy cái đồng hồ đã nhá. Alright. We come back. Hey. Right, we have at first the time of the clock is 3 o'clock, all right? Yes, and after one complete turn of the minute hand, the hour hand point to the number 4, right? And after 3, thêm một vòng nữa thì nó sẽ chỉ là gì cho em nhỉ? After 3 complete rounds, right? The clock shows 6 hours, à 6 o'clock, alright, đúng không em? Đúng nhỉ? Thầy tua nhanh nhá. Tức là sau khi mà kim phút quay quay được ba vòng, quay đúng ba vòng ấy, thì có phải là mỗi quay quay mỗi một vòng thì là kim giờ sẽ nhảy lên được một số không? Đúng không em? Sẽ tăng thêm một giờ mà, đúng không? Do vậy là quay ba vòng thì sẽ phải tăng cộng thêm 3 tiếng nữa, đúng không nhỉ? Cộng thêm 3 tiếng thì từ 3 giờ sẽ trở thành 6 giờ. Đúng nhỉ? Và đề bài hỏi rằng là what angle has the hour hand of clock move? Tức là kim giờ của đồng hồ đã di chuyển được một góc bao nhiêu độ? Một góc bao nhiêu độ nhỉ các em nhỉ? Di chuyển từ số 3 from the number 3 to the number 6 bao nhiêu độ đây các em? Bao nhiêu độ đây? Bao nhiêu độ đây nhỉ? Bao nhiêu độ nhỉ? Từ số 3 về đến số 6 nào các anh em. Bao nhiêu độ nhỉ? Dễ đúng không các em? 90 degree, right? Nó là 90 độ. Các em có hình dung ra không? Dễ đúng không nhỉ? Đây thì vẽ nhanh nhá. 3, 6, đúng nhỉ? Đây, kim giờ đang chỉ ở đây, quay đến đây, đúng nhỉ? Như vậy góc này là this is a right angle, all right? So the correct answer of the question 3 is 2, alright, 2. 90 degree. Đúng không kìa? Dễ đúng nhá. Alright. Đó thì các em sẽ thấy là những cái bài toán góc sẽ rất hay được liên hệ về những cái bài toán liên quan đến đồng hồ. Nhớ nhá. Tí nữa các em sẽ lại được làm tiếp các bài toán liên quan đến đồng hồ nhá. Nào. Em thấy các bạn không trả lời. Ok. Now, the question 4. Các anh em, câu 4 nè. Câu 4 là chúng ta bắt đầu liên quan đến những cái câu hỏi liên quan đến bản đồ, liên quan đến phương hướng Đông Tây Nam Bắc ấy, nghe em ạ. Right.
Avoid phrase southwest up to a 325 degree anti-clockwise turn. Which direction was he facing before the turn? Em hiểu, em có hiểu đề bài của câu này không? Có gặp khó khăn gì không? Tức là gì nhỉ? Một cậu bé đúng không? A boy face southwest after face là đang hướng mặt về phía đúng không nhỉ? Về phía southwest là hướng nào các em? Hướng nào nhỉ? Được rồi, thầy sẽ cho các em xem một cái tạm gọi một cái la bàn nữa để các em biết được. Đối với những cái bài toán này thì chúng ta phải nhớ được các cái hướng của la bàn các em ạ. Phải nhớ được cái này này. Đây, thầy đang mở cho các em đây. Các em sẽ phải nhớ được cái này thì các em mới có thể làm được cái bài toán kiểu như phương hướng như này. Đây. Các em nhìn thấy không? Đông Tây Nam Bắc, thấy không? Đó. Thì các em, cái quan trọng nhất là các em nhớ được bốn hướng chính: Đông Tây Nam Bắc. Đúng không nhỉ? Đông là tay phải của mình, Bắc, trái, Nam. Nam ở dưới đúng không? Và Bắc ở bên trên. Đó. Cố gắng nhớ cái này nhá, được không? Bởi vì đối với những bài toán phương hướng thì các em phải nhớ được cái này mới làm được, được không? Đó này, quay trở về bài của chúng ta nhé. The boys face southwest after a 225 degree anti-clockwise turn. Em có một từ là anti-clock, cái từ dài dài ấy các em ạ. Wise là gì các em nhỉ? Tức là ngược chiều kim đồng hồ. Ngược chiều kim đồng hồ, được không nhỉ? Nếu như mà các em bỏ từ anti đi, bỏ cái phần anti ở đầu đi, thì các em chỉ còn là từ clockwise, đúng không nhỉ? Theo các em từ này là gì? Nếu mà mình bỏ cái phần anti đi thì nó có ngược nghĩa với cả anti clockwise, nó có nghĩa là cùng chiều kim đồng hồ, được không nhỉ? Thì cái này các em sẽ phải nhớ nhá. Alright. Tức là gì? Cậu bé này sau khi quay ngược chiều kim đồng hồ một góc 225 độ thì cậu ấy đang hướng về phía gì nhỉ? Đây, phía tây nam. Đúng nhỉ? Đây, hướng này chính là hướng này, southwest là hướng này. Sau khi mà cậu ấy quay một góc 225 độ ngược chiều kim đồng hồ. Được không nhỉ? Thế thì bây giờ để bài hỏi rằng là which direction was he facing before the turn? Vậy thì trước khi mà cậu ấy quay ấy, thì cậu ấy đang hướng về phía nào? Nào các em, bây giờ đang ở vị trí southwest này đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình lại phải quay lại 225 độ theo hướng cùng chiều kim đồng hồ. Các em hiểu không? Đúng không nhỉ? Mình phải quay lại theo hướng cùng chiều kim đồng hồ để biết được rằng là lúc đầu cậu ấy đang ở hướng nào. Đúng không nhỉ? Mình sẽ quay nhá. 225 độ. 225 độ thì để dễ em ạ, để cho dễ thì thầy sẽ tách 225 degree equals 180 degree plus how many? Plus 45 degree. Alright. Thế tách cái 225 độ thành tổng của 180 độ và 45 độ. Được không nhỉ? Để mình quay cho dễ. Các em hiểu không nhỉ? Đây, mình quay trả lại. 180 độ thì là quay đúng một nửa vòng tròn. Đúng không nhỉ? Tức là từ southwest mình quay cùng chiều kim đồng hồ về northeast. Đúng không nhỉ? Đây, quay đúng một nửa vòng là được 180 độ rồi nhá. Xong rồi mình phải trả tiếp 45 độ nữa. Quay tiếp cùng chiều kim đồng hồ thêm 45 độ nữa. Tức là sẽ đến gì nhỉ? Quay thêm một đoạn này đến east, đúng không nhỉ? Nên đáp án đúng của chúng ta là hướng gì em? East, đúng không nhỉ? Đông. The correct answer is 1. Đấy. Các em biết cách làm bài này chưa? Được không nhỉ? Đó. Dễ đúng không? Thực ra nếu như mà nhớ được các cái phương hướng ấy, thì thầy nghĩ là bài toán này cũng không quá khó đối với các em, được không nhỉ? Cho chuyển nhanh sang câu số 5 nhé. Array. The question 5 is quite easy. Which of the following is false about the square ABCD and the rectangle BEFG below? Nào các em, tìm câu gì nhỉ? False là câu gì các em? False là gì nhỉ? Các em biết đúng không? Các
Các em ơi, nếu như các em mà có gặp khó khăn trong câu nào ấy mà chưa hiểu ấy thì bảo thầy nhá, cô mình ở bên dưới nhá, để thầy giảng lại cho các em được không? Alright. Thầy nhắc lại một chút thôi, thì false là các em biết rồi đúng không? Là sai đúng không? Đúng là gì nhỉ? True. Hoặc là correct nhá, thì là đúng. Trong bài toán này các em có từ nào mà các em gặp vấn đề không? Ví dụ như ở cái lựa chọn số 2, BC is parallel to AD. Parallel, chắc em biết từ này đúng không? Thầy nhắc lại một chút thôi cho các em đỡ quên, song song. Alright. Rồi. Nào, các em ơi, câu nào sai nè? The option 1 is the length of AD is 5 cm. It is correct. 4, alright. Length, length là chiều dài, Nguyễn Bảo nhé em nhé. Length là danh từ chiều dài. Được không nhỉ? Long, long thì là tính từ là dài, long đúng nhỉ? Còn length là danh từ chiều dài. Alright. The option 4 is correct answer, alright? The length of BE is equal to the length of EF is false. Alright. Chúng ta sẽ kiểm thử kiểm tra từ câu 1 đến câu 3 xem có đúng không nhá. The option 1. The length of AD is 5 cm is true because the square A, we have the square ABCD, all right? So the square has four equal sides. Đúng nhỉ? Một hình vuông có bốn cạnh bằng nhau cho nên là chiều dài của AD sẽ bằng chiều dài của B, AB bằng 5 là đúng rồi. The option 2. BC is parallel to AD. BC is parallel to AD is correct, all right? Because the two opposite sides of the square is parallel each other. Bởi vì hai cạnh đối diện của một hình vuông sẽ song song với nhau, đúng không em? How about the option 3? The angle BAC is equal to the angle CAD. Cái này cũng dễ đúng không nhỉ? Thì các em sẽ có một cái điều đó là đường chéo của hình vuông thì chia đôi cái góc, chia đôi góc cái góc hai góc ở hai góc vuông, đúng không em? Các em còn nhớ từ chia đôi không? Chia đôi góc là chúng ta dùng từ gì? Xem các bạn có nhớ không này. Từ chia đôi nào các em, chia đôi góc chúng ta dùng từ gì nhỉ? Thầy mới nói buổi trước á, đoạn cuối cuối á, các em nhớ không? Chia đôi là gì? Nghe em. Bạn nào nhớ nào? Andy, em nhớ không? Quang ơi, em nhớ không? Thanh Tâm, em nhớ không? Bảo ơi, em nhớ không? Từ chia đôi. Go down, không phải. Không phải go down. Không phải divide. Divide là tức là khi mà chúng ta nói, ví dụ như là phép 6 chia 3 bằng 2 thì chúng ta nói là 6 is divided by 3 equals 2. Nhưng mà cái từ chia đôi góc cơ, chia đều ấy, các em có nhớ không? Bisect đúng không? Em nhớ từ đấy không? Bisect mới là chia đôi. Chia đôi thành hai phần bằng nhau nhá. Thầy ghi rõ hả nói. Bisect chính xác rồi. Đúng không em? Bisect mới là từ chính xác. Alright. Rồi. Như vậy là các em đã thấy là lựa chọn 1 đến 3 là đúng đúng không? 4 là bị sai. Chuyển nhanh nhá. Yes, bisect. Em nhớ ra rồi đấy. Now we move to the question 6. A rectangle and a square are shown below. Find the value of g minus x plus y. Một hình chữ nhật và một hình vuông được cho dưới đây. Tìm giá trị của z trừ x cộng y. Nào các anh em, z trừ x cộng y nào. Không khó đâu không em. Alright, we will find z, x and y. Because we have a square. So z
equals 10 centimeters. How about x? X equals 4 centimeters. And y equals 7 centimeters. All right. So we have z minus x equals 10 minus 4 equals 6. And plus y, 6 plus 7 equals 13. All right. Các em làm đúng rồi. The answer is 13. All right. Dễ đúng không? It's 3. How about the question 7? Cố lên nào anh em. Câu số 7 nào. Nguyễn Bảo và Thanh Tâm, các em làm được chứ? Có gặp khó khăn gì không? Alright. Nào các anh em, câu 7 nào. What is the maximum number of rectangles of size 2 cm by 1 cm that can be drawn on the grid below without overlapping? Đề bài hơi dài một tí đúng không? Em hiểu, các em có gặp khó khăn gì không? Đúng rồi, câu số 6 em là đúng rồi. Rất tốt. Câu số 7 nào. Thầy sẽ cung cấp cho em một số từ vựng nhá. Maximum, các em biết từ này không? Maximum là lớn nhất, đúng nhỉ? Hoặc là tối đa. Tối đa. Được không? Tức là tìm cái số lớn nhất, số tối đa các hình chữ nhật. Size là kích thước đúng không nhỉ? Kích thước 2 cm by 1 cm. Kích thước là một cạnh là 2 cm, một cạnh là 1 cm. That can be drawn, mà có thể được vẽ on the grid. Grid là những cái chấm chấm ấy, được không nhỉ các em nhỉ? Without overlapping, các em biết từ overlapping không? Nghe hơi lạ đúng không? Overlapping là tức là chồng lên nhau ấy. Sự chồng lên nhau. Được không nhỉ? Đó. Thầy dịch lại cái đề bài này này. Cái số lượng tối đa hình chữ nhật có kích thước là 2 cm x 1 cm mà có thể vẽ vào các cái dấu chấm này mà không bị chồng lên nhau là bao nhiêu? Chúng ta có thể vẽ được bao nhiêu, tối đa bao nhiêu hình chữ nhật? Anh em, chúng ta vẽ được bao nhiêu? Thầy chia sẻ một chút nhá. Ví dụ như là khi mà họ nói về cái kích thước của hình chữ nhật ấy, ví dụ họ nói là size 2 cm by 1 cm, tức là một hình chữ nhật, đây anh em này, tức là một hình chữ nhật có một cạnh là 2 cm and the other side is 1 cm, alright? Or they can they can write by 2 cm another way times 1 cm. Không nhỉ? Thì đây là hai cách mà họ hay dùng để miêu tả cái kích thước của hình chữ nhật. Các em nhé. Hoặc là họ dùng từ by, hoặc là họ dùng dấu nhân. Được không nhỉ? Thì các em hiểu rằng đó là chiều dài hai cạnh, chiều tức là cạnh của chiều dài và chiều rộng của chữ nhật. Được không nhỉ? Cái nào lớn hơn thì là chiều dài, bé hơn thì là chiều rộng. Được không? Chúng ta vẽ được mấy nhỉ các em nhỉ? Các em vẽ rồi đúng không? 7, alright. 7 đúng không em? Dễ không? Các em có khó khăn gì không? Các bạn khác đều vẽ được chưa? 7, alright. 7 is the correct answer of this question. Alright, good job. 7. Now, how about the question 8? Chuyển nhanh sang câu 8 nào. Yes, 7. All right. The figure below shows a date. Cái hình dưới đây thì cho chúng ta thấy là một cái ngày tháng đúng không? Các em có thể thấy là 10 July đúng không? 2007. 7 is right. All right. 7 is right of the question 7. 7 là đáp án đúng của câu 7. Đúng không? À, thầy khoanh lại để sau này tổng hợp lại cho các em ấy thì dễ hơn. Nào các em, bây giờ câu 8 này mới khó này. Nhìn vào câu 8 nhé. The question is how many more right angles are there in the numbers
than in the letters. Các em có hiểu đề bài này không? How many more? Khi mà có từ more xuất hiện ấy, thì các em sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Tức là họ đang so sánh. More than tức là nhiều hơn. Mà nhiều hơn thì phải là cái gì, nhiều hơn cái gì, đúng không nhỉ? Tức là họ đang so sánh hai cái gì đó với nhau. Thì các em, cái việc đầu tiên đối với cả cái câu so sánh ấy, đó là các em phải xác định được cấu trúc so sánh, xác định được đối tượng so sánh, họ đang so sánh hai đối tượng nào với nhau, được không nhỉ? Thì ở đây trong bài toán này các em nhìn nhá, how many more right angles are there in the numbers là một đối tượng, tức là các góc vuông ở trong các số, in the numbers, và các góc vuông in the letters ở trong các chữ cái, được không nhỉ? Hai đối tượng chúng ta đang so sánh là các góc vuông ở trong các số và các góc vuông ở trong các chữ cái. Đó, khi các em xác định được đối tượng so sánh rồi ấy, thì việc các em so sánh rất là dễ dàng. Alright. Nào giúp thầy nào. What is the correct answer of this question? Question 8. Lắm bảo thầy người béo anh đi. Béo đáng yêu mà, đúng không? Nào anh em, cố lên nào. Now, what is the correct answer to the question 8? Khi mà các em xác định được đối tượng, hai đối tượng so sánh rồi nhá, thì các em chỉ việc là liệt kê và cần tìm nó thôi, đúng không? Đối tượng đầu tiên là gì nhỉ? Right angle chia làm hai. Đúng nhỉ? Một cái là in the numbers và một cái là in the letters, đúng không em? Ôi, sao mỗi bạn một đáp án thế này, một bạn thì 3, một bạn 10, một bạn 11 thế này các em. Đấy là chị Bảo Khánh bây giờ học đấy chị. Nào các anh em nha, yeah. How many right angles in the numbers? Các em nhìn nha, ở chữ số, ở số 0 ấy, số 0 là có 4 góc vuông đúng không? Tiếp tục đến tiếp nha. Không là 4 góc vuông rồi này. Không, à, số 2 này có 1, 1, 2, 3, 4, you're right. 4 cộng 4 là 8 này. 1, 2, 3, 4, rồi 8. 8 cộng với cả mỗi một số 0 lại có 4 tiếp đúng không? So 8 plus 8 equals 16, 7 has one right angle. So we have 17 numbers in the numbers. Đúng không em? Bên này có 17 góc vuông đúng không? Em đếm được không? Letters, how about the letters? 1, 2, 3, 4. Chữ G nhá các em nhé. Chữ G là có 4 góc vuông đấy nhá. 1, 2, hai bên đây này. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Here is 7. Alright. Các em lưu ý cho thầy nhé. Cái chữ G ấy các em ạ. Đây này. Thì đây bên này có một góc vuông này, bên này có một góc vuông này, có hai góc vuông ấy ở chỗ cái đầu này, đúng không em? Đó, và ở đây 3 này, 4 này, như vậy chữ G của chúng ta là phải có 4 góc vuông nhá, em phải thật là tinh ý, đúng không em? Phải kiểm tra thật kỹ nhá. So we have 17 right angles in the numbers and 7 right angles in the letters. So the correct answer is 17 minus 7 equals 10. Alright, 10 is correct answers of this question. Tổng số góc hay là góc của? Đáp án đúng là 10, đúng không em? The correct answer is 2, 10. The option 2, 10. Đúng không em? Dễ đúng không? Thực ra là không khó, chỉ là các em sẽ phải đếm thật kỹ, không là các em sẽ bị sót, nhất là chữ G hai bên, đúng không? Chuyển nhanh nhá. Alright. Cái câu số 9 này thầy lúc mà thầy chụp lại tài liệu thì nó hơi bị mất phần trên. Trên này có phần ghi là question 9. Đúng nhỉ? Họ cho mình ba dữ kiện. Its opposite sides are parallels.
tức là gì nhỉ? Đây các em có cái từ opposite side vừa nãy thầy cũng có nhắc đến đấy. Bây giờ thầy ghi lại đây cho em nhé. Opposite tức là gì? Đối diện. Opposite là đối diện nhá. Đúng không nhỉ? Its opposite side are parallel, tức là các cái cạnh đối diện thì song song. Alright. The lengths of its opposite sides are equal. Chiều dài của các cái cạnh đối diện thì bằng nhau. Được không? All its angles are right angles. Tất cả các góc thì đều là góc vuông. Rồi, các em có ba dữ kiện như vậy. The question is which of the following figures satisfy the description above? Cái hình nào dưới đây satisfy là thỏa mãn. Các em nhé, satisfy thỏa mãn cái sự miêu tả ở bên trên. Nào các anh em, hình nào mà có các cạnh đối diện là song song, có chiều dài của cạnh đối diện là bằng nhau, có các góc của nó là các góc vuông, hình nào nhỉ anh em nhỉ? Alright, the option 4. Yes, good job everyone. Không sao Duy Khánh, không sao, bây giờ em học được mà, không sao đâu. Chúng ta đang làm đến câu số 9 rồi, để không nhỉ, câu số 9. Alright, the correct answer of the question 9 is 4. We have the rectangle here. A is rectangle and D is square. Satisfy the description above. Đúng không nhỉ? Có hình chữ nhật và hình vuông sẽ thỏa mãn những cái điều kiện mà đề bài cho. Đúng không em? Đó. Thầy gọi thế là thân mật, gọi anh em là thân mật. Được không? Nào, question 10 nào. Anh em satisfy là thỏa mãn đấy em đi nhá. Thỏa mãn một điều kiện nào đấy. Em hiểu không nhỉ? Thỏa mãn. Nào, câu số 10 nào các anh em. The figure below not drawn to scale. Các em biết, còn nhớ cái cụm từ drawn to scale không? Buổi trước thầy có nhắc cho các em ấy. Drawn to scale. Drawn to scale. Đó là được vẽ theo tỷ lệ. Đúng không nhỉ? Trong này họ nói rằng là not drawn to scale, tức là không được vẽ theo tỷ lệ. Được không? So the remaining portion, các em có từ portion này. Đầu tiên là từ remaining nhá. Remaining là phần còn lại. Hoặc là còn lại. Được không? Còn lại này. Hoặc là các em, sau đó là các em có từ portion. Portion là tỷ lệ. Được không nhá? Tiếp nhá. So the remaining portion of a rectangular piece of cake after an L was cut from it. Tức là gì? Tức là lúc đầu họ có một cái hình chữ nhật em ạ. Họ có một cái tấm thẻ hình chữ nhật. Sau đó họ cắt đi một cái miếng hình chữ L. Các em thấy cái miếng hình chữ L bị cắt đi chưa? Đó, thì nó còn lại cái phần này, cái phần được tô đậm ấy là được còn lại. Được không nhỉ? Câu hỏi là find the total length of D and E. Trong này thì nhìn nó hơi mờ đúng không các em? Đây. Đó. Find the total length of D and E. Đây, E đây này. E ở chỗ này hơi mờ một tí. Nào các anh em. Đúng rồi, thầy là người Bắc Andy ạ. Hôm trước thầy cũng có hỏi các bạn, một số bạn miền Nam ấy, xem các bạn có hiểu không, thì rất là may là các bạn cũng hiểu được. Không sao, may quá. Nào các em tìm cho thầy tổng của D và E nào. Tìm với thầy tổng của D và E nè. Từ các dữ kiện để bài cho. Nào nhát đâu. Tính cho thầy nào. Tổng của D và E. D là bao nhiêu, E là bao nhiêu nào anh em. Total là tổng. Nguyễn Bảo nhá. Tổng D cộng E bằng bao nhiêu. Để vẽ lại cái hình này lên đây nhé. Hình của thầy cũng là not drawn to scale nhá, không phải vẽ theo tỷ lệ nhá.
This size 14 and 20, 11, 6, 11, E, 11, D, right? Is 9. Nào các anh em tính cho thầy D và E nào, tìm cho thầy D và E nào. Để tìm được D. Để tìm được D, các em nhìn nha, các em sẽ gióng đây. Alright. Xong rồi các em lại gióng. Đây, gióng cái này sang. Xóa tạm số 9 này đi. Không biết đoạn trên này. Gióng cái cạnh này này. Đúng không? Alright. And we have rồi. Đầu tiên em sẽ tính cho thầy D trước nào. Cố lên nào anh em. D 3. Thầy kiểm tra xem đúng không nhá. Andy, Andy, how did you find D equals 3? How did you find, làm thế nào em tìm được D equals 3? Làm thế nào ấy? Làm thế nào đấy, Andy? Đó, các bạn thì bảo D bằng 6 kìa, Andy kìa. Em xem lại xem nào. Chúng ta có đây, this is, this side equals 11. Alright, this is 11. So this is 3. Đúng không nhá? This is 3. So we have D. This is D, this is 3. So we have D plus 3 equals this size and equals 9. Alright. Đúng không em? Đây, tổng cái này bằng 9 mà. Như vậy là D cộng 3 sẽ bằng 9. Đúng không nhỉ? Các bài toán anh em sẽ gióng sang và gióng sang ngang. Đúng rồi, Duy Khánh, là đúng rồi em. Chúng ta tính được D mà. So we have D equals 6. How about E? Tính cho thầy E nè. D equals 6 thì E 6 vào đây nha. Tính cho thầy E nè. Alright, we have this side equals 20. Alright. It's 6. Chúng ta phải tính cạnh nào nhỉ? D bằng 6 đấy các em ạ. Thanh Tâm với cả Quang ơi xem lại cho thầy xem nào. D bằng 6 đó. Không phải bằng 3 đâu, xem lại thầy. Em đã gióng sang ngang thì không nhỉ? Gióng sang thì có phải là từ đây đến đây là bằng 11 đâu. Mà tổng cả cái đoạn này bằng 14, cái đoạn này bằng đoạn bé này bằng 3 này. Đoạn bé này cũng bằng 3 này. Đúng nhỉ? Đó, mà tổng đoạn này bằng 6 này, à bằng 9 này. Như vậy là D sẽ bằng là 9 trừ 3 bằng 6. Nhiệm vụ của em bây giờ là tìm nốt thầy E nào. How do we find E? We have this side is 20. Alright, this side. Mình lại gióng xuống. Gióng xuống. Đúng không nhỉ? This is 6. À, chúng ta có một dữ kiện này này, các em nhìn nhá. Nó hơi mờ một tí. Có một cái dấu gạch ở đây này, và dấu gạch ở đây này. Các em lưu ý thấy nhá, có một dấu gạch ở đây, dấu gạch ở đây. Tức là cạnh này này biểu thị cho hai cạnh này là bằng nhau. Các em nhá. Tức là cạnh này là 9 thì cạnh trên này cũng là 9. Đúng không các em? Bằng 9, tức là cái này là 9 này. Đúng không các em? Đó. So we have alright, we have This is E. So we have E plus 9 plus 6. E plus 9 plus 6 equals this sign. Equals 20. 20. Đúng không em? Đúng nhá. Và từ đó các em tìm được E. E equals 5. Alright. E equals 5. Good job, Duy Khánh. Em làm rất tốt. Đấy không nhỉ? Đó.
Thì đối với những cái bài toán như này thì các em sẽ, ví dụ các em muốn tìm cái cạnh dọc thì các em sẽ gióng gióng sang ngang, đúng không nhỉ? Muốn tìm cạnh ngang thì lại gióng dọc xuống, đúng không nhỉ? Dễ đúng không? E equals 5, alright? D equals 6. So, what is the correct answer of this question, everyone? The question 10, what is the correct answer of the question 10? Bằng mấy nhỉ, các em nhỉ? Câu số 10 kết quả đúng là mấy nhỉ? Lựa chọn nào là lựa chọn đúng nhỉ? A, alright? The option A or the option 1? Trong cái tài liệu này thì họ không ghi là ABCD mà họ ghi là 1, 2, 4 đúng không? Alright, 1. Nào, các em làm được hết chưa? Có ai gặp khó khăn gì không? Alright, good job. 11, alright? Because the question is, what is the total length of DNA? So we take the addition, phép cộng, nha. Alright, we move to the question... Question 11 thì các em sẽ tự đo ở nhà được không? Đơn giản, cái bài 11 chỉ là đo cái góc này thôi, dễ rồi nhá, để bỏ qua. Đây. Question 12. Rút thay nào. Question 12. A car is situated at point M at the roundabout. Một cái xe ô tô đúng không? Đang được đỗ tại đúng không? Đỗ tại điểm M. Tại một cái gọi là một cái vòng xuyến đi, đúng không nghe? Đây, cái ô tô đang ở điểm M này. What is the smallest angle it must turn in the direction so that it will reach L? Câu hỏi rằng là vậy thì cái góc nhỏ nhất, đúng nhỉ? Smallest angle, vậy thì góc nhỏ nhất mà nó phải quay theo cái chiều như là mũi tên đang vẽ, nó phải quay, nó phải xoay một góc bao nhiêu độ để chạm được, để đến được điểm L, reach là tiếp cận được đến điểm L, chữ L cao. Nào các em, bao nhiêu nhỉ? Bài cho người bùng binh, đúng rồi. Any là đúng rồi. Roundabout có thể hiểu là bùng binh đúng không? Hoặc là cái vòng xuyến. Tôi ghi vào đây cho các em nha. Situated. Đỗ xe đúng không? Đặt tại hoặc là đặt tại. Đặt tại. Roundabout là bùng binh, vòng xuyến. Nào các em. Yes. Yes, good job Duy Khánh, Quang, chị Nguyễn, các em làm đúng rồi, rất tốt đấy. Được không? Thật ra là, nhưng mà thầy bây giờ thầy sẽ hỏi nhiều hơn một chút, thì hỏi sâu hơn một chút nhá. Thầy hỏi kỹ hơn một chút này. Theo các em thì tại sao họ lại hỏi rằng là cái góc nhỏ nhất, smallest angle, tức là họ hỏi góc nhỏ nhất, tức là liệu rằng, theo các em ấy, liệu rằng là cái ô tô này nó có thể quay một cái góc khác mà cũng đến được điểm L ngoài cái góc 270 độ ra. Đúng rồi, các em làm đúng rồi. 90 độ, quay 3 lần 90 độ đúng không? Thì bằng 270 độ, chính xác. Nhưng thầy muốn hỏi là theo các em thì ngoài góc 270 độ ra thì còn góc nào khác mà cũng giúp ô tô quay đến điểm L không? Góc nào nhỉ? Duy Khánh nhỉ? Góc nào em? Đúng, các em nói có lý. Chị Nguyễn với cả Duy Khánh, Nguyễn Quang, em đúng. Các em có thể là quay ngược lại, đúng nhỉ? Quay ngược lại một góc 90 độ, đúng nhỉ? Cách đấy cũng hay. Thậm chí là cách đấy là cách còn là hay nhất, đúng nhỉ? Nhưng mà vì là đề bài, nhưng mà đề bài bắt chúng ta phải xoay theo cái hướng mũi tên ấy. Đề bài không cho quay ngược lại. Thì theo các em là ngoài góc 270 độ thì còn góc nào cũng giúp ô tô đạt đến điểm L, theo các em? Đây là thầy hỏi thêm thôi, được không? Nào, các em. Để vẽ hình lên đây nha, bỏ này đi nha. M, L.
and came this direction. Alright. It is perpendicular. Đấy nhá, lúc đầu là các em xoay 270 độ, đúng, thế này là thế bây giờ các em đang quay một góc 270 độ. Đúng nhỉ? 270 degree. Alright. This is correct. What about what happened if I turn more one completer, it means we plus 360 degree. Theo em, khi mà thầy quay thêm đúng một vòng nữa, quay 360 độ nữa, thì ô tô đang đỗ tại điểm nào? Theo em, bây giờ không quay đến lờ mà quay thêm chơi hẳn một vòng nữa. Theo em, đó, thì nó vẫn tại điểm L, đúng không nhỉ? Tức là cái góc mà chúng ta quay bây giờ là bao nhiêu độ anh em nhỉ? Alright, we have 630 degree. Alright, 630 degree. Đúng không nhỉ? Đó, tức là gì? Tức là các em có thể quay 270 độ đến được điểm L, quay 630 độ cũng đến được điểm L, hoặc thậm chí em cộng thêm 360 độ nữa là 990 độ, quay thêm hẳn một vòng nữa, đúng nhỉ? Cũng đến được điểm L theo chiều mũi tên mà đề bài ra, đúng không em? Chính xác. Nhưng mà tốn xăng, đúng nhỉ? Nhưng mà tốn xăng và phải quay nhiều, do vậy là đề bài mới hỏi các em là the smallest angle là vì vậy. Em hiểu không nhỉ? Đề bài mới hỏi là góc nhỏ nhất là vì vậy. Chúng ta có rất nhiều góc có thể quay đến điểm L, nhưng đề bài hỏi góc nhỏ nhất. Các em hiểu không? Nhá. Đúng rồi, đây là thầy mở rộng bài toán thêm cho các em thôi, được không nhỉ? Để các em hiểu rằng là khi mà chúng ta quay thêm một vòng nữa, thêm 360 độ nữa, thì nó vẫn dừng chân tại điểm đấy, được không nhỉ? Alright, now, we move to the question. Câu số 13 này các em tự vẽ ở nhà nhé, bỏ qua. Alright, this question 14. Question 14. Label the following square with ABCD, then write down the two possible ways of labeling the mark angle. Tốn tiền mua xăng quá đúng không? Nào các em, gì nhỉ? Đánh dấu các cái đỉnh của hình vuông sau đây với 4 điểm, 4 chữ cái ABCD. Sau đó là các em viết cho thầy hai cách, the two possible way, hai cách có thể để ký được hoặc để đánh dấu cái góc. Cái góc này, mark angle là góc được đánh dấu, góc vuông này. Andy ơi, em không thấy bình luận, chắc là phải lại phải tắt video đi rồi bật lại thì nó sẽ hiện bình luận lên. Thực ra bài 4 này cũng rất là dễ thôi, đúng không các em? Giả sử các em đánh theo thứ tự là đây. Tất nhiên là mỗi bạn sẽ có một cái, có thể là sẽ có một cái thứ tự đánh dấu khác nhau. Thầy giả sử những cái cách đánh dấu như của thầy chẳng hạn nhé. A, B, C, D. Alright. And we have two ways to label this angle. Đúng không nhỉ? Chúng ta có hai cách để gọi tên hoặc để đánh dấu góc B. Đúng nhỉ? The first way is we can apply cái cách mà trong tiếng Anh gọi là gì em nhỉ? Three point. Em nhớ three point mà thêm một từ gì nữa, đúng không nhỉ? Đó là gọi tên góc thì kiểu ba điểm, đúng không? A, B, C. Alright. Or in or we can write ký hiệu này. This not A, B, C. Đây là hai cách. À đây, đây là một cách thôi nhá. Hoặc một cách khác là mình nói tên mỗi đỉnh thôi. The angle B. Alright. Or the angle B. Được không em? Đây, hai cách đây. Được không nhỉ? Đại loại là có hai cách là... Đúng rồi, Duy Khánh em nói đúng. Có thể đảo được vị trí đi đúng không?
ABC và CBA cũng được, rất tốt. Hoặc là, nhưng mà thầy nghĩ là ý của họ để bài hỏi là có hai cách, là một cách là mình gọi tên theo 3 điểm, đúng không nhỉ? Một cách là mình gọi mỗi tên cái đỉnh ấy thôi, đúng không? Andy ơi, sao tự nhiên lại lo thầy mệt và ốm là thế nào? Lo xa của Andy. Ok, nào các em cố lên nào, tiếp nhá. Cái này các em sẽ tự đo ở nhà nhá, câu 15 các em tự đo ở nhà nhá, dễ nhá. Câu 16 cũng vậy, các em cũng tự vẽ ở nhà nhá. Đây, câu 17 này lại là một câu liên quan đến bản đồ, đồ thị, à, phương hướng. Nào, còn nhớ phương hướng không anh em? Thầy khỏe mà, không phải lo đâu. Các em ơi, cố lên nào. Các em cứ làm được bài là học tốt, học ngoan là thầy sẽ không bao giờ ốm cả. Cố lên nào. The question 17. Lydia is facing southwest. Alright. She follows the given instruction below. If she needs to face it in the end. Nếu như cô ấy cần phải hướng về phía tây, cuối cùng cô cần phải hướng về phía, à, nhầm, phía đông đúng không em? East ở phía đông. How many right angles should she turn in step 4? Đúng không nhỉ? Bây giờ là, tức là cái cô này là lúc đầu cô ấy đang hướng về phía southwest, đúng không nhỉ? Và cô ấy làm theo 3 bước ở dưới kìa. Step 1, step 2, step 3. Cô làm theo 3 bước đấy, được không? Và người ta hỏi là vậy thì bước 4 cô ấy cần phải quay bao nhiêu góc vuông để cô ấy cuối cùng cô ấy hướng về phía đông. East. Câu này rất hay. Nào các em, thầy chiếu lại cho các em về cái bản đồ nhá. Đây, thầy sẽ vẽ lại bản đồ ở trên này. Chúng ta giải quyết gấp câu này nhá. Cố lên nào. This, alright, not sound, alright, east and west, được không nhá? Bây giờ cô ấy đang hướng về phía, lúc đầu là đang là hướng về phía southwest đúng không em? Đây, cô ấy đang hướng ở phía chỗ này, thầy biết. Ký hiệu bằng bút đỏ nhé. Đó, cô ấy đang ở đây, southwest, được không? Bước 1 là cô ấy turn 45 degrees to the left. Cô ấy quay 45 độ về phía bên phải. Thì bây giờ cái quan trọng nhất của các em đó là các em xác định được bên phải, bên trái, à nhầm, bên trái, to the left, bên trái. Điều quan trọng nhất là các em xác định được bên trái, bên phải là bên nào, đúng không nhỉ? Rốt cuộc thì bên trái là quay về đây hay bên trái là quay về đây? Đó, đúng không các em? Cái mà quan trọng nhất của bài toán này là các em xác định được bên trái là quay về đâu, đúng không nhỉ? Quay trái là ngược chiều kim đồng hồ hay là cùng chiều kim đồng hồ? Rồi chúng ta cùng xem nhá. Kem, cái bài toán này kem sẽ phải đọc kỹ đề bài và hơi tưởng tượng một chút nhá. Cô ấy, giả sử là cô ấy là một người đang thầy vẽ ở đây nhá. Đây, được không? Giả sử cô ấy đây nhá, tức là mặt cô ấy đang hướng về phía này, được không? Mặt cô ấy hướng về phía góc bảng của thầy này. Còn lưng cô ấy thì áp vào cái điểm tâm này, lưng cô ấy áp vào đây, mặt cô ấy hướng ra ngoài, đúng không em? Vậy thì tức là các em cứ tưởng tượng là cô ấy giang hai tay ra, cô ấy đứng mà cô giang hai tay ra như kiểu là Titanic ấy, đó, cái cảnh phim Titanic ấy, em hiểu không? Đấy, đúng không? Và bây giờ là chúng ta sẽ xác định bên phải bên trái là bên nào. Theo em, ở vị trí bên trên này là bên phải hay bên trái? Giúp thầy này, quan trọng nhất đây, ở trên này là bên phải hay bên trái nào? Tưởng tượng một chút nhá. Đây là bên phải hay bên trái nào? Ờ,
phải hay trái nhỉ? Phải, ok, Nguyễn Bảo, Andy, yes, Quang, phải, kèm rất tốt, đúng nhỉ? Đó, quan trọng nhất là chúng ta xác định từ phải trái, đây là bên phải, alright, right, and this is left, okay. Cô ấy giang hai tay ra, cô ấy mặt cô ấy hướng về chiều góc phải, đó, thì khi cô giang hai tay ra, chiều xoay cùng chiều kim đồng hồ phải là bên phải, ngược chiều kim đồng hồ phải là bên trái, được không nhỉ? Khi các em xác định được như vậy rồi, thì bắt đầu chúng ta đọc các dữ kiện đề bài. Step 1, turn 45 degrees to the left. Quay 45 độ vào bên về bên trái. Cô ấy đang ở đây. Đúng không nhỉ? Step 1. Step 2, turn 180 degrees to the right. Lại quay 180 độ về bên phải. Quay 180 độ. Một nửa hình tròn. Cô ấy đang ở đây. Đúng không? Đang ở đây. Step 3, turn 90 degrees to the left. Lại quay 90 độ về bên trái. Lại quay ngược ra. Thế cô ấy đang ở đây. Đúng nhỉ? Đó, cuối cùng là sau 3 bước là cô đang ở chỗ này, đang ở vị trí này. Đúng không? Yeah. Câu hỏi rằng là vậy thì cô ấy cần phải quay bao nhiêu góc vuông để cuối cùng cô ấy hướng mặt về phía tây? Cuối cùng cô ấy phải hướng ở phía phía này này. Thì cô ấy phải quay bao nhiêu góc vuông nhỉ anh em nhỉ? Từ đây quay bao nhiêu góc vuông để đến được đây này? Theo nghe có bao nhiêu góc vuông từ đây chiều này mà hướng về chiều này, bao nhiêu góc vuông nhỉ? She needs two right angles. Alright, chị Nguyễn ơi, phải là hai góc vuông chứ em, đúng nhỉ? Quay 180 độ, đúng rồi, 180 độ là hai góc vuông, two right angles. Alright, this is one and this is two. Alright, she needs to turn two right angles to facing the east at the end. Được không? Đó, thì cái bài toán này cũng là một bài toán hay, đúng không nhỉ? Cũng là một bài toán hay mà thầy nghĩ là nếu như mà cho đến nhiều mình cái bài này mà xuất hiện trong bài thi ấy, là nhiều bạn sẽ gặp hoang mang, không biết là quay bên trái là bên nào, bên phải là bên nào cả, đúng không nhỉ? Chưa nói đến việc là nhớ bản đồ thôi đã khó rồi, đúng không? Đó, thì các em cố gắng nhá. The correct answer of the question 17 is two right angles. Alright. Rồi, thì hôm nay chúng có lẽ chúng ta sẽ học tạm thời, chúng ta sẽ học đến đây nhá, các em nhá. Thì các em buổi học ngày hôm nay các em có câu hỏi gì không? Các em có gặp thắc mắc về vấn đề gì không? Có gặp khó khăn ở câu nào không? Lag rồi à? Lag à? Thì không hiểu sao càng về muộn càng lag cái này. Các anh em có gặp khó khăn gì không nào? Nếu các em gặp khó khăn trong câu nào thì hỏi thầy luôn nhé, xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Các câu mà mình đã chữa ấy, từ câu 1 đến câu 17 có gặp khó khăn gì không? Có câu nào mà các em còn cảm thấy hoang mang vân vân không? Alright, thầy nghĩ là các em đều hiểu được, đúng không nhỉ? Có thể là học mà qua online thì nó sẽ các em sẽ gặp hơi gặp trở ngại một chút, đúng không? Nhưng thầy tin là em có thể nắm hiểu được kiến thức và nắm bắt được. 5% just no, no, no. Duy Khánh đâu à? Vì là Duy Khánh on muộn cho nên là có nhiều câu đầu các em chưa được xem, đúng không? Lần đầu tiên em xem hết stream của thầy à? Đấy à, hôm nay không buồn ngủ à? Đúng không? Ok, các em, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học đến đây nhá. Alright, thầy biết là các em buồn ngủ rồi đúng không? Buổi sau chúng ta sẽ làm nốt cái chuyên đề này, được không nhỉ? Trước khi chúng ta quay về phần lý thuyết của một cái chủ đề mới, được không nhỉ? Đó, chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy, và sau một cái lý thuyết mới thì lại sang chuyên đề, xong xong chuyên đề nâng cao thì lại quay trở về lý thuyết mới, cứ như vậy, em hiểu không nhỉ? Chu trình chúng ta là vậy. Đó, thì bây giờ thì có lẽ cũng đã muộn rồi, đúng không nhỉ? Thì thầy cũng chúc các em ngủ ngon nhá, ngủ sớm đi, không là mai đi học kẻo lại mệt, được không? Alright, goodbye, goodbye everyone. Nhớ nếu có thời gian thì trình bày bài thì bày lại vào vở cẩn thận nhá. Ok, bye bye, em ngủ đi cho đỡ mệt. Bye bye.